Kính thưa quý vị, hiện nay trước mặt quý vị đó là bé Hiếu Thảo, 4 tuổi, cháu ngoại của bà Lý Thị Cho ở ấp Sơn Ton, xã An Thạnh Nhì, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Bé chào đời trong một hoàn cảnh rất là đau thương, đó là bé bị khuyết tật hai tay và hai chân. Được biết trước đó thì cũng có đi siêu âm, nhưng bác sĩ bảo rằng thai nhi bình thường. Sau đó khi sinh ra thì hình hài bé như vậy. Hoàn cảnh của bé rất là đáng thương. Khi bé lên 10 tháng tuổi thì cha qua đời vì vụ tai nạn giao thông. Mẹ nghèo nên phải gửi lại cho bà ngoại nuôi lên Bình Dương làm mướn. Hiện nay bé được 4 tuổi và đã học mẫu giáo ở ngôi trường gần nhà. Hằng ngày ngoại cõng bé ra, ở đó ngoại và bé cùng học. Được biết gia đình ngoại cũng nghèo, ngoài nuôi cháu Hiếu Thảo còn nuôi một bé trai cũng mồ côi cha vì vụ tai nạn tại Vũng Tàu. Mẹ của bé trai này cũng đi làm mướn ở thành phố. Do đó hiện nay thì bà Cho phải nuôi bé Hiếu Thảo và một bé trai mồ côi nữa. Do đó kính mong các nhà hảo tâm thương tình đến chia sẻ nỗi đau cùng gia đình. Mong lắm. Bé Thảo ăn đi. Nè, chú gửi bé Thảo cái nè, bé Thảo nè. Đó.